Ok. Quá. Quá ngon. Cả nhà nhé, hôm nay đám giỗ bà của Danh Thanh TV sẽ bánh tét, thịt kho, trứng, bò kho, bánh mì, cơm, bún, rau, giá, cá điêu hồng chiên, quá ngon rồi, rau,
bánh nước. Quá tuyệt. Quá ngon cái này. Tôi chia sẻ một xem. Quá ngon cái này. Quá tuyệt. Quá ngon cả nhà, mời cả nhà xem những cùng nhé. Gia đình với nhỏ. Quá ngon cả nhà, quá tuyệt quá. Em không quen rồi, em chia sẻ. Quá ngon cả nhà, quá tuyệt. Vô bên đây. Chụp ảnh với cái kia. Này là anh làm hết rồi, anh thấy rồi. Có gì uống không? Biết chuyện nước ngọt rồi đó. Nước ngọt, chắc chắn là nước ngọt. Ngon ngon cũng ngon, đá có không, có đá không? Đây. Đây. Giờ ăn cái nhà đi. Cũng xong rồi. Cái nhà xe ăn cùng gia đình nó nhỏ nha. Quá ngon cái nhà. Cũng ngon đây là cũng. Nước cái nhà. Bột thái nha, bánh mì, bò kho, bánh tét, cơm, đây, bánh nước và chả, với nem. Ra đi không? Rào, giá, xem. Mình chia sẻ nhà xem nhé. Quá ngon nha. Đây. Quá ngon mọi cái nhà nhá, ăn cùng gia đình nó nhỏ. Ở đây Tám Vũ ba Danh Thanh TV. Quá ngon cả nhà, cũng ly không dùm cây chút xíu nó có nước đá liền nè, không nè nước đá đang đi quá dữ mẹ bé nhỏ rồi nè, quá dữ. Chị đó có ghế ngồi mặt giá có rứa này nè, cái hả còn nếu mà đi mà chỉ có thái nước, cái xuống nè. Thiệt phải mua bánh trứng dẻo.
quá ngon thầy ơi. Tả mì bánh tráng của chị hai bên chưa á. Video đến đây xin phép kết thúc. Mời cả nhà xem video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.